Mới đây, theo Army Recognition, Đức tiếp sức chuyển giao thêm 20 chiến binh đến Ukraine. 20 xe chiến đấu bộ binh Marder 1A3 sản xuất tại Đức đã được giao cho Ukraine. Đây là một phần trong nỗ lực hỗ trợ quân sự liên tục của Đức cho Ukraine. Ngày 25 tháng 10 năm 2024, công ty quốc phòng Đức Rheinmetall thông báo đã bàn giao 20 xe chiến đấu bộ binh IFV Marder 1A3 sản xuất tại Đức cho các lực lượng vũ trang Ukraine. Đợt bàn giao hoàn tất vào cuối quý 3 năm 2023 là một phần trong nỗ lực hỗ trợ quân sự liên tục của Đức cho Ukraine. Kể từ khi xung đột với Nga tháng 2 năm 2022, Đức đã cung cấp tổng cộng 120 xe Marder 1A3 IFV, trở thành một thành phần quan trọng trong lực lượng thiết giáp của Ukraine. Đợt bàn giao mới nhất nâng tổng số xe Marder cung cấp cho Ukraine, bao gồm cả hình thức bàn giao trực tiếp và trao đổi với các nước NATO khác, lên khoảng 200 xe. Các đợt cung cấp xe Marder 1A3 IFV này là một phần trong nỗ lực hỗ trợ rộng hơn của Đức cho Ukraine, bao gồm cả việc cung cấp các xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard. Rheinmetall đã cung cấp cả xe Marder IFV và xe tăng Leopard thông qua quá trình trao đổi Ring Exchange, tạm dịch đổi nhẫn. Ring Exchange là một cơ chế trao đổi thiết bị quân sự trong NATO, thường được sử dụng để hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Trong quá trình này, một quốc gia NATO như Đức sẽ cung cấp thiết bị quân sự, chẳng hạn như xe tăng hoặc xe chiến đấu bộ binh, cho một quốc gia khác trong NATO hoặc đối tác có trang bị thiết bị tương tự. Quốc gia nhận thiết bị từ Đức sau đó sẽ chuyển các vũ khí tương tự mà họ sở hữu sang Ukraine. Điều này cho phép Ukraine nhận được các thiết bị quân sự cần thiết một cách nhanh chóng, trong khi quốc gia cung cấp nhận lại được thiết bị hiện đại hơn hoặc phù hợp hơn từ Đức. Đơn đặt hàng cho 20 xe Marder mới nhất được tài trợ bởi chính phủ Đức, có giá trị ở mức hàng chục triệu euro. Đơn hàng được đặt vào tháng 3 năm 2024, thể hiện cam kết lâu dài của Đức và Rheinmetall trong việc hỗ trợ nỗ lực quân sự của Ukraine. Rheinmetall bắt đầu nâng cấp các xe Marder 1A3 từ kho của quân đội Đức vào đầu mùa xuân năm 2022, ban đầu do công ty tự chi trả, đảm bảo các xe sẵn sàng triển khai ngay trên chiến trường. Marder 1A3 IFV ban đầu được phát triển cho quân đội Đức là một phương tiện bọc thép đã qua thử nghiệm trong chiến đấu và rất hiệu quả. Được thiết kế cho các hoạt động tiền tuyến, Marder 1A3 được trang bị pháo tự động 20mm, có thể tấn công cả mục tiêu trên mặt đất lẫn mục tiêu bay thấp như trực thăng và máy bay không người lái. Ngoài ra, nó còn có súng máy 7.62mm đồng trục, cung cấp thêm hỏa lực trong các tình huống chiến đấu gần. Khung gầm bánh xích của xe giúp xe di chuyển tốt trên các địa hình khó khăn, phù hợp với môi trường hoạt động phức tạp trong cuộc xung đột ở Ukraine. Một trong những nâng cấp quan trọng của các biến thể Marder 1A3 được chuyển giao cho Ukraine là hệ thống đo xa bằng laser tiên tiến, tăng cường độ chính xác trong việc tấn công mục tiêu. Hệ thống này cho phép tổ lái nhanh chóng xác định và tấn công các mục tiêu của đối phương, nâng cao hiệu quả chiến đấu. Marder 1A3 cũng được bọc giáp dày, bảo vệ khỏi hỏa lực từ súng nhỏ, mảnh bom và vũ khí chống tăng, những mối đe dọa phổ biến trong cuộc xung đột hiện nay. Các xe này được nâng cấp tại các cơ sở của Rheinmetall ở Unterlüss và Kassel, đảm bảo chúng ở trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Dù Marder đang dần được thay thế bởi mẫu Puma IFV tiên tiến hơn trong quân đội Đức, nhưng nó vẫn là một phương tiện đáng tin cậy với nhiều thập kỷ tham gia chiến đấu. Đợt bàn giao mới nhất các xe Marder 1A3 IFV là một ví dụ nữa về sự hỗ trợ quân sự của các nước trong NATO mà Ukraine đã nhận được trong cuộc chiến với Nga. Việc cung cấp liên tục các xe chiến đấu bộ binh tiên tiến như Marder củng cố lực lượng bộ binh của Ukraine, cung cấp khả năng di chuyển, hỏa lực và bảo vệ tốt hơn cho binh lính khi họ nỗ lực đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga. Trong bối cảnh chiến tranh tiếp diễn, các đợt bàn giao này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì khả năng hoạt động của Ukraine trên các tuyến đầu. Marder 1A3 là biến thể nâng cấp của thiết giáp Marder do Đức sản xuất, có thể chống chịu trước hỏa lực mạnh, cũng như các mảnh đạn xuyên giáp lên đến 30mm. Marder là xe thiết giáp do Đức phát triển từ những năm 1960 và được biên chế trong quân đội Đức
từ năm 1971. Xe được thiết kế với lớp vỏ bọc được làm từ thép, có khả năng chống lại các loại đạn và các mảnh đạn pháo, thậm chí có thể chống đỡ trước đạn xuyên giáp 20mm. Marder 1A3 là phiên bản nâng cấp của dòng xe chiến đấu bộ binh Marder. Chương trình nâng cấp A3 bắt đầu vào năm 1988 và những chiếc xe được nâng cấp đầu tiên đã được bàn giao cho quân đội Đức từ năm 1989. Dòng xe chiến đấu bộ binh này được thiết kế với trọng lượng 33,5 tấn, chiều dài 6,88 mét, chiều rộng 3,38 mét và chiều cao 3,1 mét. 1A3 được trang bị động cơ Dieden 6 xi lanh MTU MB8333 A500 công suất 600 mã lực, cho phép xe chạy với tốc độ tối đa 65 km/h với tầm hoạt động là 500 mét. Ngoài ra, Marder có thể vượt qua các chướng ngại vật thẳng đứng với độ cao 1 mét, vượt qua các rãnh sâu 1,5 mét và tối đa là 2,5 mét nếu có các dụng cụ hỗ trợ. Xe được thiết kế gồm 3 khoang, bao gồm khoang phía trước có người lái xe và động cơ, khoang ở giữa là tháp pháo có chỉ huy và xạ thủ điều khiển, khoang chở quân ở phía sau. Ngoài kíp chiến đấu gồm 3 người là lái xe, chỉ huy và xạ thủ, Marder 1A3 có thể mang theo 6 lính bộ binh với trang bị vũ khí đầy đủ. Khác với Marder tiêu chuẩn, được thiết kế với các lớp vỏ bằng thép bảo vệ phi hành đoàn trước đạn xuyên giáp 20mm, Marder 1A3 được trang bị một gói giáp mới giúp bảo vệ khỏi đạn pháo 30mm. Hỏa lực chính của Marder là pháo tự động nòng 20mm Rheinmetall MK20 RAT202 đặt trên tháp pháo 2 người, có thể bắn đạn xuyên giáp và đạn nổ. Pháo có thể xoay 360 độ và góc nâng hạ nòng là từ 17 độ đến 65 độ. Tầm bắn hiệu quả của pháo đối với các mục tiêu mặt đất là 2.500 m và 1.600 m đối với các mục tiêu trên không. Vũ khí thứ cấp được trang bị cho xe là súng máy Mg 3 7,62 mm gắn đồng trục với pháo 20 mm, ống phóng lựu đạn khói 76 mm và bệ phóng tên lửa chống tăng Milan. Bên cạnh đó, xe cũng được trang bị một số phụ kiện tiêu chuẩn như kính tiềm vọng ban ngày, thiết bị nhìn ban đêm, hệ thống điều hòa không khí và hệ thống bảo vệ NBC. Ngày 16 tháng 9, Avia thông tin lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã công bố đoạn video ghi lại cảnh tấn công nhằm vào một đoàn xe bọc thép của Ukraine ở khu vực Kursk. Đây là những khí tải được các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine. Cuộc tấn công này diễn ra trong bối cảnh lực lượng vũ trang Ukraine đang triển khai các hoạt động quân sự ở khu vực biên giới vùng Kursk. Hiện tại, các hoạt động của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực này vẫn ở mức cao. Theo nguồn tin của Avia, đoàn xe bọc thép của Ukraine bị tấn công khi đang cố gắng tiến đến nhà ga xe lửa Glushkovo. Theo thông tin được cung cấp, cuộc tấn công đã phá hủy một xe tăng, một xe chiến đấu bọc thép và một xe chiến đấu bộ binh Marder. Trong đó, việc xe chiến đấu bộ binh Marder bị phá hủy nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông, bởi đây là xe chiến đấu bộ binh mạnh mẽ của Đức. Hồi đầu năm 2024, chính phủ Đức đã công bố gói viện trợ quân sự cho Ukraine với 10 xe chiến đấu bộ binh Marder 1A3, nâng tổng số Marder 1A3 do Đức viện trợ lên đến 90 xe. Trang Army Recognition dẫn nguồn tin từ chính phủ Đức cho biết, gói viện trợ quân sự mới của quốc gia này cho Ukraine có nhiều hạng mục vũ khí trang bị, nhưng chủ yếu là các xe chiến đấu bộ binh IF Marder, do những tính năng kỹ chiến thuật và chức năng nhiệm vụ của phương tiện đáp ứng các yêu cầu của quân đội Ukraine hiện nay. Đáp ứng những yêu cầu của chiến tranh hiện đại, Marder 1A3 được trang bị thiết bị quan sát ban đêm thụ động, kính ngắm quang ảnh nhiệt, hệ thống điều hòa không khí và hệ thống bảo vệ chống vũ khí hủy diệt lớn, phóng xạ hạt nhân, sinh học, hóa học. Tiểu đoàn bộ binh cơ giới Ukraine hiện đã được cấu trúc theo mô hình tiêu chuẩn của NATO, là đơn vị chiến đấu với lực lượng bộ binh và tăng thiết giáp, hình thành đội hình tấn công có hỏa lực mạnh, khả năng đột phá cao. Các thành phần chính của một tiểu đoàn bộ binh cơ giới hiện đại bao gồm các IFV, xe tăng chủ lực MTB, các khẩu đội pháo binh và tên lửa chống tăng, các đơn vị hậu cần kỹ thuật, trinh sát và chỉ huy, điều hành tác chiến. Các IFV là phương tiện chiến đấu nòng cốt của một tiểu đoàn cơ giới. Xe thực hiện nhiệm vụ cơ động, vận chuyển bộ binh trên chiến trường. Yểm trợ hỏa lực trực tiếp các cuộc tấn công
hoặc hoạt động phòng ngự tại chỗ bằng hỏa lực của pháo tự động và súng máy. Đi cùng các đơn vị bộ binh cơ giới là lực lượng pháo binh, thông thường là pháo tự hành, thực hiện nhiệm vụ yểm trợ hỏa lực gián tiếp tầm xa. Các đơn vị bộ binh cơ giới Ukraine được trang bị xe chiến đấu bộ binh Marder của Đức, có những lợi thế về khả năng bảo vệ. Marder được trang bị pháo tự động 20mm và hệ thống tên lửa chống tăng, tăng cường năng lực tác chiến chống xe tăng, xe thiết giáp của đối phương. Với lớp giáp bổ sung, Marder có khả năng chống lại các vũ khí chống tăng hạng nhẹ như RPG và mảnh đạn pháo, giảm thiểu thương vong từ hỏa lực đối phương. Bằng cách vận chuyển binh lính trực tiếp lên chiến tuyến và yểm trợ hỏa lực, Marders giúp tăng cường sức mạnh tấn công của lực lượng xung kích trên chiến trường. Trong gói viện trợ mới này và các gói viện trợ quân sự tiếp theo, Đức tiếp tục cung cấp cho Ukraine những vũ khí trang bị theo yêu cầu như tên lửa phòng không Iris-T, hệ thống phòng không Skynex, radar trinh sát pháo binh mặt đất, đạn pháo các loại nhằm củng cố năng lực phòng thủ của Ukraine. Nga đã đánh giá và thu hồi chiếc xe chiến đấu bộ binh Marder 1A3 mà lực lượng Ukraine bỏ lại gần Avdiivka, cho biết nó ở trong tình trạng gần như hoàn hảo. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, chiếc xe này bị bỏ lại sau một cuộc phản kích không thành công của Ukraine và đã tự lực di chuyển trên địa hình nhưng bị xa lầy. Người lính ghi nhận rằng tất cả các thành phần của xe vẫn hoạt động bình thường và không bị hư hỏng nặng, chỉ cần thực hiện một số sửa chữa nhỏ. Đánh giá ban đầu từ kỹ thuật viên quân sự Nga cho thấy Marder 1A3 có thể không phù hợp với điều kiện chiến trường ở Ukraine, đặc biệt là ở khu vực bùn lầy, do thiết kế và trọng lượng nặng của nó. Qua việc thu giữ và phục hồi chiếc Marder, Nga đã tiến hành nghiên cứu để xác định các điểm yếu của phương tiện này, nhằm khai thác công nghệ và thông tin từ Marder 1A3.